Cô có hỏi đây là ai không? Lấy cái tay nghe dùm. Oh my anh, is that your sister? Yes. Okay, how old is she? How old is she? She's 7. 7, okay. How old are you? I'm 13. Okay, 13. So you're in grade 7? 7? Eight. I'm 8. Okay. I'm not good at math though. Okay. Hello. Hello, it's me. It's me again. Miss me? Do you miss me? Oh, everyone, please turn on the camera. Please turn on the camera. Oh, I see you, Reina. I thought you couldn't join in the class. Hi, Anne. Hello, teacher. Hello. How are you today? Good. Okay. Is there anything interesting that you want to tell me about? Oh, it's me. Today is great. So, I think the internet is not good. The internet? Yes. It's not good. But I think learning with you is very fun. Thank you so much. Yeah, the biggest problem when we learn online is the internet connection. So yeah, it's very a very big problem. Yeah, but I think okay. Thank you so much. Okay, I see some familiar faces here. Hello. We're gonna start in 2 minutes. 2 minutes. Okay, how many of you guys are in here? Luc An, have you read my comments on your homework? I had to unmute you first, right? Yeah. Mm. I think I learned some things. I learned a lot. Thank you. Okay. Overall, your homework is very good, but you need to pay attention to the small details, like the S at the end of the verb, and the verb ing, and verb infinitive. Yeah. Thank you. Okay. Please, everyone, turn on your camera. Turn on your camera. Hi, Nguyen. Hello. Huy Trường Huỳnh Viết. So what is your name? I have no idea. Okay. Reina, is there something wrong with your mic? Okay, is everyone ready? Have you all revised 10 new words that we've learned in the last lesson? Do you all remember all of the 10 words? If you do, if you are confident, please type yes in the chat box. Who is confident that they know all of the words, all of the meaning? It's all about sport, right? All the words, they are all about sports. We have 10 sports. It's 8. Let's start the lesson. Okay, here we are. Okay, so next lesson, of course, I will have to repeat the class rules. Okay, first, be respectful and stay safe.
Number two, pay attention and raise your hand and be active. And last one, we need to be creative and always try your best, even if you don't know the answer. Okay. Of course. And the topic of today's lesson is still sports and games. And now I have a small games for you to revise the word. Okay, are you ready? Another game. I love games. Okay. Here we go. Just a moment, just a moment. Where is it? Where is it? Where is it? Not here. Okay, this one. do you want to play individually or in teams like the first time? Maybe individually? Okay. Individual? Yes? Random? Random in random teams or individuals? Your choice. Random? You want to put in random teams or individuals? Oh, individuals. I think most people say individual. Random teams. Which teacher fun? Are you in the class here? Okay. Let's play. So I think there are a lot of people in our class, so I'm gonna say random, okay? Let's try this. If it's not, if you don't like it, let's play individual. We have times, right? Do with this. Okay, I will copy the link. Revise.
I have even sent you this this link, right? Okay. So yeah. Why are you confused with baseball and snowboarding? Oh my gosh. So baseball is 棒球, right? Baseball, bóng chày đúng không nào? Mình không được nhầm lẫn với cả snowboarding là trượt ván nha. Okay, running, chạy bộ, cycling, đua xe đạp này. Okay, volleyball, không có nghĩa đúng với từ cô ạ. Đâu, bạn nào ấy nhỉ? Bạn Tina, cho bạn Tina luôn. Cô hỏi chút nào. Okay, where are you? Please raise your hand so I can ask. Okay, here we go. Tina, is there anything wrong with the game? The answer is not appeared. Only the wrong one, not the answer. Sometimes it's only answer. Okay. I see. Okay, cycling, đua xe đạp. Rugby, bóng bầu dục này. Okay. Let's review this. Okay. That's great. I will have to like put more work into this one because I cannot see what you guys see. So I'm like an outsider. Okay, so congratulations. Congratulations, An Khánh. Okay. I will have to. Okay. Oh, 45 students in the class already. So I will revise all of this once again, okay? First we have rugby. Bóng bầu dục đúng không nào? Badminton. Chính là môn cầu lông. Baseball, môn bóng chày. Skating, trượt băng. Cycling là đạp xe, đua xe đạp. Running, chạy bộ. Volleyball, bóng chuyền. Hockey, đây là môn khúc côn cầu. Rất là ít khi nhìn thấy ở Việt Nam. Hình như là không có luôn ý. Ok, sailing là đua thuyền buồm đúng không nào? Và cuối cùng mình có snowboarding là trượt ván trên tuyết. Ok, so now we move to this one. Have you ever seen this? It's a skill in reading. It's called scanning. Okay, so you guys have to put this into use in today's class. You know, when we read every word in the paragraph. We read every word. But scanning, we just gonna zigzag it from here to here to here. So it's like we not read all of the words in the reading. In the paragraph, we just scan for the important information. So, cố nhắc lại nhé. Scanning đây là một kỹ năng trong bài đọc của chúng ta. Nếu mà mình đọc ấy, thì mình sẽ đọc từng từ trong bài đọc đó. Thế là mất rất là nhiều thời gian. Nhưng mà khi mình áp dụng được kỹ năng scanning vào trong bài ấy con, thì mình chỉ đi từ chỗ này sang chỗ khác. Đi rất là nhanh thôi và mình sẽ tìm được cái ý chính mà mình muốn tìm trong bài. Okay. So now I have a reading right here. And as you can see, we have two questions. So I will give you 1 minute. 1 minute to answer these two questions. Please write in the chat box, okay? Who wants to win at the Olympics? And who does their sport in other countries? Fast. Don't read all of it. Just scan. Okay. Please write in the chat box, okay? Okay. Who wants to win at the Olympics? And who does their sport in other countries?
Be fast. Okay. What is the answer? Who wants to win at the Olympics? Who does their sport in other countries? Please write in a complete sentence. Write in a complete sentence. Con viết một câu hoàn chỉnh nhé. Chẳng hạn như họ hỏi là ai muốn thắng ở Olympic đúng không? Thì mình sẽ viết là bạn này muốn thắng ở Olympic. Chứ mình không ghi chỉ tên đâu. Thế mới là challenging chứ đúng không? Okay, I see you, Minh Anh. Okay, who wants to win at the Olympics? And who does their sport in other countries? Okay. Tokyo? Oh my gosh. Why your name sounds like a brand of car. There's two James? No. We only have Jess Barnes and James Miller. We have two kids right here. Jess Barnes and James Miller. Okay. Who wants to win at the Olympics? Yeah, that's Jess, not James. Jess is a girl and James is a boy. Okay, are you guys finished? Okay, I want to ask one person in the class for the first question. Who wants to win at the Olympics? Raise your hands. Where are your hands? Okay. Đức An, please. Who wants to win at the Olympics? And after you have answered, please tell me, where do you find the information? I find it because I read in the James. Okay, in James, right? But then I think about the Olympics. Okay. So but you say I want to go there and win. So okay, I want to go there and win. Where is it? Where is it? In James, right? In the James Miller. Mm-hmm. Okay, I have to find it. Okay, I want to go there and win. Yes, correct. How long did it take you to find this information? How many seconds or how many minutes? How long does it take you? 5 minutes? I cannot hear you. Okay. Just a couple of minutes, okay? Next one. Who does their sport in other countries? Thank you, Đức An. Okay, next one, please. Khánh Huy, can I see your face? Are you an anime character? I want to see your face. Khánh Huy. Hello. Yeah, you look like an anime character already. Hi, Hui. Can you answer for me this question? Who does their sport in other countries? Yes. Mm-hmm. Yeah. It is Jess. Yes, it is Jess Barnes. So can you tell me the complete sentence? Yeah, we, you, still you. Can you tell me the complete sentence?
Who does this? Other countries. Yeah. Some of these are in other countries. Okay, some of these are in other countries. Okay, thank you so much. That's right. So how long did it take you to find this information answer? 3 minutes. 3 minutes? Okay, yes. Let's try harder next time. You need 30 seconds most, okay? Okay, thank you so much. Thank you, everyone. I see that in the chat box. Oh, it took 4 minutes? 4 minutes, really? 1 minute, okay, and yeah. That's great. 90 seconds. Okay, James wants to win at the Olympics and Jess does her sport in other countries. Okay, now it's time for scanning, but this time more details, okay? So this time I'm not going to give you the time. I will ask right now. Okay, number one, what does Jess do on Saturdays and Sunday? Raise your hands. Raise your hands right now. Okay, Hương Nguyễn, please. Can I see your face? Please, can you turn on the camera? Where are you? Hương Nguyễn, right? Okay. Yes. Yes. Hello, Hương. You have the same name as mine. What does Jess do on Saturdays and Sunday? And where do you find the information in the reading comprehension right here? Jess usually goes to different sailing competitions. Okay, so what does Jess do on Saturday and Sundays? Where do you find? So firstly, we have to find the keywords, right? The first one is Jess. We are talking about Jess, not James, right? Okay, next keywords are Saturdays and Sunday. Okay, Kay, where can you find Saturday and Sunday in the reading? Is there a specific words of Saturday and Sunday? No, right? So we have a synonym. We have a synonym. Chúng ta không nhìn thấy có từ Saturday and Sunday ở trong bài này đâu, mà chúng ta sẽ có một từ, từ gì nhỉ? Từ đồng nghĩa đúng không? Cụ từ đồng nghĩa. Cũng chỉ Saturday and Sunday, đó chính là từ gì? Bạn Hương Nguyễn nhỉ? Holidays. Holiday? Saturday and Sunday là thứ bảy chủ nhật đúng không nào? Thứ bảy chủ nhật mình hay gọi đó là ngày cuối tuần đúng không? Đúng rồi. Ok, vậy mình sẽ nhìn ở đây đúng không nào? At weekend. So, what does Jess do on Saturdays and Sunday, please? What does Jess do on Saturday or Sunday or at the weekends? Okay, can anyone else help her, please? Thank you, Hương. Okay, let's see, Phan Nhật Đăng Minh. Okay, lần này cô không nói sai tên con nữa rồi. Phan Nhật Đăng Minh. Okay, please. Where are you? Where are you? Phan Nhật Đăng Minh. Hello. Okay, okay. What does Jess do on Saturday and Sunday, please? She goes sailing. Yes. She goes sailing at weekends, or she goes sailing on Saturdays and Sunday. Okay, câu này mình sẽ phải chia động từ nào đúng không các bạn? Mình sẽ phải chia động từ go với chủ ngữ là she, để chủ ngữ số ít đúng không? Thế mình sẽ thêm đuôi gì vào từ go nhỉ? Yes, es, right?
So it's gonna be, she goes sailing. Okay, great job. Number two, I need you to be faster this time, okay? What does Jess go sailing alone or in a team? Okay, my aunt, please. She goes sailing alone. She goes sailing alone? Yes. Only alone? Does she go sailing or in a team? Mm-hmm. And sometimes she goes, and sometimes she goes with her team. Yeah, that's right. Okay, let's see. I sometimes go sailing in a team, but I go sailing alone too. So what is the correct answer here? She goes sailing both alone and in a team. Okay, lần này chúng ta vẫn phải thêm ES vào, động từ go. Rồi, bởi đây là thì hiện tại đơn đối với chủ ngữ là số ít. Okay, next one. Why does Jess need to work hard? Why does Jess need to work hard? Yay, Zahan, please. Finally, you. Hello, Reina. Oh, I should not get Hello, teacher. Reina, right? Okay. Thank you for joining the class today. Why does Jess need to work hard? Tell me the answer and then tell me where do you find the information. Okay. Jess needs to work hard because she knows she can do it and she wants to sail and to win. Yes, she needs to work hard because she knows she can do it. Wow, she is a confident person, right? She's so confident in herself and she knows she yes. can do it. And she knows she has to work hard to get what she wants. Okay, thank you, Reina. Great job, great job. I love your accent. I love your accent. Thank you. Okay. Okay. So number three, we have a different answer because it's difficult to get a place in a competition team. Okay. So this one is still a correct answer. Okay. And number four. What does James think of rugby and football? What does James think of rugby and football? Okay, moving on to Mr. James Miller right here. We are asking about James. Okay. Who do I call right now? Let's see. Minh Anh, please. Minh Anh. James think rugby and football are boring. Yeah, that's right. They are boring. Boring nghĩa là gì các nhỉ? What does boring means in Vietnamese? Okay, Tina. What does boring means in Vietnamese? Boring mean like chán. Yes, chán. Okay. Do you think rugby and football are boring? I know there's no rugby in Vietnam, but do you think football is boring? Okay. Thủy Tiên. Do you think football is boring? Yeah, it's really boring. Really? Do you think football is boring? Who think it's exciting? Thank you, Tina. Who thinks it's exciting? Like most boys think it's exciting, right? Okay. Nghĩa, what can you tell me about football? Do you think it is boring or exciting? I think it is exciting. Okay, why? Why do you think so? Why do you think so? Do you play football? Yes, I play football. Okay. How often do you play football? I usually play football.
Okay, usually like how many times a week or how many times a day? 5 days, 1 week. Excuse me? I didn't catch it. Five days a week? Yes. Okay, 5 days, that's a lot. That's a lot. Do you, can you go play football like right now? Is there any restriction like coronavirus restriction at your place? Cho con có bị cấm ra đường không và mình có chơi bóng đá được không trong thời điểm này? Yes, I can play. I play at home. Okay, you play at home. Wow, that's good. That's amazing. Okay, thank you. Thank you, Nghĩa. Great job. Great job, guys. Okay. You think they're boring? Yeah, I don't think so. In my opinion, they are very exciting. And whenever our Vietnamese team won, like everyone like go outside and ride everywhere on the road. Okay. Very nice. I love the spirit of Vietnamese people when talking about football. Okay, next one. How many people at James School go cycling? Okay. Nguyễn Phạm Hà Anh. Can you answer this question for me? Wow, I love your name. Very beautiful name. Okay. How many people at James School go cycling? Nguyễn Phạm Hà Anh. Con vẫn biết được mình nhé. Okay. Okay, see you now. Hello, Hà Anh. How many people at James School go cycling? Đầu tiên mình phải tìm xem thông tin mình có thể thấy ở đâu đúng không? Ở câu 5 này mình sẽ để ý đến những từ khóa như sau. Đầu tiên là how many? Go cycling. Đúng không? Đó, hoặc là từ school nữa cho đầy đủ. Có bao nhiêu bạn ở trường của bạn James tham gia vào bộ môn đạp xe? Ok, Hà Anh. You don't read, you scan. Hãy tìm xem họ nhắc đến cycling ở chỗ nào. Thì chỗ đó rất có thể có nhiều khả năng là sẽ có câu trả lời đúng ở đấy đấy. Con đã tìm thấy chưa? Cô chưa nghe thấy đâu nhé. Cô chưa nghe thấy con nói. Có vấn đề gì về mic không con? Okay. I think she needs help. Okay. Who can help me? Mai Anh, please. Okay. How many people go cycling? I think it's his friends. His and friends? His school's teams. Okay. Mình phải lưu ý là họ hỏi có bao nhiêu người ở trường bạn James cô. Chứ không phải là bên ngoài hoặc là team hay competition nào khác mà là ở trường cô. Chỗ nào nhắc đến cycling và trường nữa? Oh, no one in his school. Yeah. Yes, that's right. Yes, nobody goes cycling at James School. Không có ai ở trường bạn ý mà tham gia bộ môn này hết. Đó, okay. Last question. What helps James when he's tired? Okay, Đức An, I can see you. You are eager to answer. Okay. What helps James when he is tired? Think about the Olympics. They are very famous in the Winter Olympics. Okay, so we can find the information here. I'm sometimes tired. But then I think about the Olympics. So what is the complete answer for this question? When he's tired,
competing mm-hmm. the Olympics. Okay. Okay. I see. Thank you, Đức An. In this question, I'm going to answer. He thinks about the Olympics. That's right. Thank you. Thanks a lot, everyone. So, hôm nay là chúng ta đã tiếp cận hơn, gần hơn một chút về kỹ năng scanning, đúng không nào? Cô thấy là các bạn cũng có cố gắng rồi. Tuy nhiên là những bài tiếp theo, cô nghĩ là các bạn chỉ nên dành khoảng 30 giây cho đến 1 phút cho một câu trả lời thôi nha. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến một phần khác. Có thể là sẽ vui hơn. Bài đọc vừa rồi phải không nào? Đây là mình sẽ học về phát âm của âm gì đó và âm gì đó. Bạn nào nói cho cô biết hay mày đọc như nào thế? Ok. Let's see. Bạn nào nhìn. Mình hôm nay mình sẽ phân biệt hai âm này nha. Không biết các bạn nào có nhìn vào đây và biết được các này đọc như thế nào không? Cô thấy ít bạn mở cam quá. Cô không biết là có nên gọi các bạn không nữa. Các bạn phải mở cam lên nha. Ok. Bạn nào nhỉ? Bạn Huy Trường Huỳnh viết đi. Cô thấy bạn từ đầu giờ rồi mà cô chưa gọi đấy. Tên hay quá. Teacher, A and I. Yes, A and I. Right. Can you find me an example of the word that has the A sound? Bạn nào gì? Bạn nào học Anh đi. Mấy bạn chưa trả lời được câu hỏi, bây giờ cô hỏi cái này sẽ có trả lời đâu chứ? Ok, con có thể tìm được một từ nào đó trong tiếng Anh mà có chứa âm A được không? Hả Anh nhá. Một vài môn thể thao mà mình đã được học cũng chứa từ này đấy. Chết rồi, cô không nghe thấy con nói rồi. Hả Anh ạ. Con đang nói đúng không? Mà cô lại không nghe thấy. Các bạn có nghe thấy bạn Hà Anh nói không? Ok, bạn Khánh Linh nha. Nguyễn Khánh Linh. Ok, con có thể tìm cho cô vài từ có âm A được không? Skating. Yes, skating. Right, good job. Đúng từ chúng ta. Wait. Wait. Yeah, đúng rồi. Yes. Anything else? Day. Day. Yeah, đúng rồi. Càng nhiều từ càng tốt. Bạn là Hoàng Minh Thảo. Cảm ơn cô Khánh Linh nha. Giờ cô gọi bạn là Minh Thảo. Ok. Bây giờ con có thể tìm cho cô một cái từ, những cái từ nào đó bất kỳ mà có chứa âm I được không? Bạn nào nói là gay. Pray gay. Ok. Hoàng Minh Thảo. Dạ. Yes. White. Mm-hmm. Right. Right. Yes. Đúng rồi. One more. One like. More. Like. Chuẩn luôn. Quá chuẩn. Tốt quá. Okay. Minh Thảo, thank you so much. Nào, bạn An Khánh có vẻ là rất là muốn trả lời đúng không con? Hay là muốn viết? Cô gọi nhá. Ok, hello An Khánh. Hello. Hi, nice to meet you again. Ok, bây giờ con có thể tìm giúp cô hoặc là đọc lại những gì con đã ghi ở trong chat box về những từ mà có chứa âm A và âm I được không? Âm A không có. Âm A? Chưa tìm thấy hả? Để con kéo lại. Kéo lại á, con không nhớ được thì con biết con hả? Hay, con có gay, con có pray, con có gì nữa? Hay, lay, còn âm okay. I con có die. Ngoài ra nó còn nhiều từ nữa. Các bạn biết là nếu mà mình tìm được càng nhiều có những âm này thì mình càng trở thành một rapper giỏi không? Ok, who wants to be a rapper? Nhưng mà từ A nó còn từ gay nữa mà cô. Yeah, who wants to be Eminem? Ai muốn thành rapper nào? Ok, cô nghĩ là bài tập về nhà của chúng ta sẽ phải viết một bài rap ngắn hay sao ấy, để chúng ta còn thi rap Việt chứ nhỉ? Right. Ok, bây giờ chúng ta vào việc thôi.
chúng ta sẽ nghe một đoạn redux recording nhỏ nhé. Sau đấy thì mình sẽ xem là từ nào nằm vào cột nào. Ok. Nghe nghe một lần đầu tiên. Track 1.9. A. Sailing. Baseball. Day. Skating. Wait. I. Cycling. Bike. Fly. Yeah. Okay, okay. I think it's the end. Okay. Rồi, nhiệm vụ rất đơn giản thôi. Hãy cho những từ này vào đúng ô của chúng. Okay, bạn nào muốn làm? Nhiều bạn muốn làm. Đức Minh là bạn nào? Cô thấy bạn comment vào đây nhưng mà sao không thấy giơ tay nhờ? Phải giơ tay cơ. Phải giơ tay cơ. Bạn nào giơ tay? Bạn gọi mấy bạn này rồi. À đây, Đức Minh đi rồi. Cuối cùng cũng tìm thấy con. Rồi. Hello Đức Minh, vẫn là con đang chỉnh cam. Rồi, cô nghĩ là chuẩn lắm rồi đấy. Đức Minh đâu rồi? Hello con ơi. Bật mic lên nhá. Được rồi, bạn có hơi bị lỗi kỹ thuật một chút rồi. Cô gọi bạn khác vậy. Ok. Lê Minh Nhật. Lê Minh Nhật. Are you still at school? Các bạn vẫn đang ở trường. Is fly. Ok, mình sẽ làm mục A trước nha. A có những từ nào mình có thể cho vào trong bảng này nhỉ? Phân loại day. Yes, day. Ok. Rồi, mic có bị tắt chưa? Ok, tiếp theo nào. Các bạn chẳng mở cam, cô chỉ mở bạn nào. Từ con nói tiếp đi. Minh Nhật. Skating. Skating, đúng rồi, skating. Có thể đọc là skating hoặc là skating, giống như cô hay đọc. Ok, còn không con? Còn từ nào có chứa âm A không? Dạ có. Dạ có chứ nhỉ? Có chứ nhỉ? Đúng không? Là wait. Ok. Wait. Đúng rồi. Nhớ là bật âm cuối nữa. Wait. Vậy là những từ còn lại mình chắc chắn là cho vào mục A rồi. Ok. Một bạn đọc giúp cô những từ còn lại nha. Bạn nào? Trời ơi. Cô thật là ok. Bạn Minh Anh cô gọi bạn này chưa nhỉ? Ok, Minh Anh còn giúp cô đọc những từ còn lại mà có chứa âm I nhá. Bike. Yes. Bike. Fly. Yeah. Life. Yes. Rain. One more time. Bike. Fly. Life, writing. Okay, writing. Oh my gosh, I love your accent. Okay, con đọc rất là hay. Cô cảm ơn con rất là nhiều. Rồi, bài này dễ quá. Có vẻ dễ quá rồi. Bike, fly, day, life, writing and skating. Nhưng mà cái này mình sẽ giúp con các con làm rapper đây này. Okay, this one. We have tongue twister. Các bạn nào thử cái này chưa? Bạn nào thử cái này chưa? Tongue twister. Ok, chúng ta sẽ có rất là nhiều từ có âm A ở trong đoạn văn này. Và nhiệm vụ của mình là đọc nó nhanh nhất có thể. Ok. Nhanh nhất có thể nha. Những cái từ in đỏ chắc chắn đây là từ có chứa âm A rồi. Bạn nào tự tin đọc đoạn này thật là nhanh mà không bị vấp, nó vẫn đầy đủ các âm, vẫn rõ ràng.
Ôi, nhiều nhiều bạn muốn đọc thế. Rồi, sao mà cô gọi hết được? Chờ cô để cô xem cô chưa gọi bạn nào. Các bạn cứ luyện tập đi. Để cô xem trong lớp mình có những ai nào. Cô chưa nhớ hết tên các bạn cơ. Bạn nào muốn làm? Đức Minh à? Phải là Đức Minh à con? Con spam cô hơi nhiều đấy con ạ. Cô biết rồi, cô biết rồi. Cô biết là con muốn làm rồi. Bạn Đức Minh bị hỏng mic à? Ok con, thế là hôm nay cô không nghe con nói rồi. Mai Anh này, để cô xem bạn nào nhá. Đức An. Mai Phương là bạn nào? Cô ít mời em ghê à? Đâu, Mai Phương là bạn nào? Cô xem nào. Những bạn giơ tay sẽ hiện lên đầu tiên đúng không? À đây bạn Mai Phương đấy, nhưng mà con không bật cam Phương ơi. Cô có đâu có nhìn mặt con, thế là cô kiểu nách. Phương nhá. Phương muốn nghe mà Phương muốn cô gọi đúng không? Me I can read as a rapper. Okay. Okay. Để cô gọi bạn Phương trước nhá, bạn Mai Phương nhá. Okay con. Rồi, chúng ta im yên lặng nghe bạn nói như nào nào. Đâu rồi Phương, đâu rồi cô mở mic cho con rồi đấy. Giờ con chỉ cần nói thôi. Đức Minh đây là sao? Ok. Ơ, bạn Phương đâu? Cô gọi con mà con không bật mic à? Bạn Mai Phương đâu rồi? Ơ, chết rồi. Bạn bỏ rơi cô rồi. Bạn nào? Nào, để cô xem nào. Bạn Lina, cô gọi chưa nhỉ? Cô nhìn thấy bạn từ đầu giờ. Cô gọi chưa nữa. Rồi, ok. Lina, bạn Lina học lớp 6A4 nhá. Ok, cô gọi con rồi đấy. Con chỉ cần nhấn mở mic và con đặt cho cô thôi. Bắt đầu. Không, chẳng ai trả lời cô hết à. Cô mở mic mà chẳng bạn nào mở lại. Được rồi. Cô sẽ mở mic cho bạn nào. Bạn nào tự tin nào. Bạn Trần Khánh Nam, hình như cô thấy con cả lớp level 2 hay sao ấy. Con là lớp mấy thế à? Nam, à con học lớp 4. Vẫn vào đây đúng không? Vẫn được luôn. Ok. I know a boy named Tate who did with his gun at 8. I'm unable to state what Tate ate at 8 or what Tate Date eight. Ok, đúng rồi. Ok, giỏi, đúng không? Tất cả những từ in nhỏ thì con đã đọc đúng rồi. Tuy nhiên là có một mẹo là để đọc nhanh cái đoạn này mình không cần đọc cái âm cuối nữa. Chẳng hạn như là eight, mình đọc eight. Thế thôi. Eight hơi bị lâu đúng không? Đọc eight. Right. I sound like a rapper right now. Oh my gosh. Rapper vibe right now. Okay. Thank you, Khánh Nam. Thank you so much. I need one more. Who wants to be a rapper? Đức An. Okay, Đức An, please. I think you want to try this one, right? Okay. Very good and very clear pronunciation too. Thank you so much. You are a future rapper. Okay, An Khánh, please. Can you hear me? Yes, very clearly. I know a boy named Tate who died with his girl at 8. I'm unable to state what Tate ate at 8 or what Tate's date ate at 8. It sounds very nice. Very nice. Very good job. Thank you so much. And I feel like there is a rhythm there, right? Sounds danced it right now. Yeah. Boss.
Okay, Raina, please. Do you like rap? Raina? Okay. Do you want to read this one? Yeah, please unmute yourself. Mai Phương cho con đọc lại. Ok, rồi lát một lúc nữa cô gọi lại con nha. Để cho bạn Raina trả lời nốt nào. Ok. Yes, I'm ready to roll. Ok, now let's go. I know a boy named T who died with his girl at A8. I'm unable to stay with T8 at A8 or watch T at day 8 at 8. Yeah, right. Absolutely. Thank you. Very good rhythm. Yeah. Thank you so much. Great job. Cô hứa bạn Mai Phương, cô sẽ gọi bạn lại rồi. Bạn Mai Phương là bạn nào? Để cô tìm con nào. Where are you? Đâu bạn Mai Phương đâu? Thế rồi cô không tìm thấy bạn ấy. Bùi Lan Phương này. Rồi bạn Mai Phương con giơ tay hộ cô ấy, cô tìm con. Nhiều bạn không biết con ở đâu. Mình vẫn còn một thằng Twister nữa, yên tâm nhé. Ok, cô gọi nó bạn Đức Minh này. Đức Minh nhá. Hãy kết thúc bài này. Let's finish this with a wow. I know a boy named Ted to who did with his girl. I know a boy named Ted who did not with his girl at 8 I am unable to stay what stay at 8 or what stayed at 8. Okay. Okay, very clear pronunciation. Thank Bây you. Cô hỏi con thì con đi được bộ ngược 10 vòng. Mẹ ơi, ra hộp cho anh mà. Đi bộ được 10 vòng. Okay, rồi. Bạn nào nữa? Xem nào. Đức Minh này, Gia Hân này. Rồi. Cô vẫn chưa tìm bạn Mai Phương đâu. À, Mai Phương đây. Đây rồi. Nốt con nhá. Rồi cô sẽ sang cái thằng Twister tiếp theo. Mai Phương ơi, con hãy unmute yourself đi. Cô đợi con nè. I know a boy named Ted who didn't with his girl at 8. I am supposed to stay what be tight at I or what test that I at I. Okay, rồi. Các âm A rất là hoàn chỉnh rồi. Tuy nhiên là từ eight thì mình vẫn phải có âm cuối là đúng không con? Khi nào kết thúc nó thì mình vẫn phải có 8 thì người ta lại không hiểu 8. Ok, rồi. Giỏi lắm các rapper tương lai của cô. Tiếp theo chúng ta có âm ai? Wow. You have some minutes to practice. Ước gì cô được nghe thì các con luyện tập. Ok. Nào, nhìn cô thì cũng hơi hoa mắt đấy các con ạ. Cô mong là các con có đủ tỉnh táo để đọc cái đoạn này. Thì bạn An Khánh đoạn trước tự tin quá nhưng mà đoạn này có vẻ là hơi mất tự tin rồi nhờ. Bạn nào, bạn An Khánh à? I can wrap with it. Okay. Rồi để cô xem là cô chưa gọi bạn nào mà các bạn giơ tay nhá. Ok.
vài bạn cô gọi rồi nè. Cô rất là muốn gọi các bạn. Bùi Lan Phương có muốn cô gọi không? Có muốn đọc đoạn này không con? Cô nghĩ là nên chia đôi đi. Bốn dòng đầu và bốn dòng sau đi, không phải dài quá ấy. Bùi Lan Phương gọi không? Có muốn cô gọi không? Cô gọi nhá. Con sẵn sàng chưa? Sẵn sàng thì con giơ ngón tay lên. Cô vẫn đang nhìn con này. Phương ạ. The lyrics too hard. It's like a poem. It's like a poem. But we can make it into a rap song. Chia đoạn thì quá dễ. Nhưng mà cô cũng muốn cho các bạn khác nói nữa cơ. Cô nghĩ là mình cứ chia đi. Bởi vì nhiều từ mà. Trong bốn câu này cũng nhiều từ á. Bạn Dương hay là bạn Phương nhỉ? Bạn Dương. Con không bật. Thế cô thử unmute con nhá. Con có ngồi đó không? À, bạn Dương đây rồi. Rồi. Cô sẵn sàng rồi đây. Ok, hello Dương. Do you want to answer me? Yes. Okay. Can I see your face? Can you turn on the camera? Okay, hello. Are you using your phone or your pad? Your iPad? Right? Where are you? Oh my gosh. Okay, Dương. Where are you? Okay, unmute yourself and read for me the first four sentences. You not need to lie and nightlife on the light night light tonight on nightlife light on silent night and tonight at light that night when okay. The night light. Okay, please continue. Yes. No. Tắt mic rồi à? Ok, rồi. Khá là tốt. Tuy nhiên là cô thấy con hơi bị đọc nhanh quá. Nên là chữ L nó thường hơi bị biến thành chữ N đúng không? Ok, rồi. Nhớ sửa cái phần đó con nhé. L, âm L là L. Còn N là N nha. Rồi, để xem nào. Chờ cô tí. Ok. Bạn nào? Lê Minh. Lê Minh Nhật. Rồi, từ cho cô sẽ gọi hết các bạn. Bật cam lên con ơi, cô muốn nhìn mặt con. Đâu rồi? Lê Minh Nhật lớp 6. Ok, à là bạn này. Rồi, tập cho cô bốn dòng đầu tiên thôi nhé. Bốn dòng đầu tiên thôi. You never need to light a night light or want a night light. A light, night, light, toiners, for night, lights, last light, toga, snack, that's light. Ok, có vẻ là chưa đúng, hay con hay bị đảo, chẳng hạn là a slight light, con lại đọc là a light, light, đúng không? Ok, rồi, chắc là mình sẽ phải luyện tập nhiều hơn đấy, dễ mà, bạn nào bảo dễ mà. Cái này mà dễ à, hơi bị khó đấy. Rồi bạn An Khánh hộ cô mà, không muốn học đọc cả bốn dòng hay là tất cả như nào? Yes. Rồi, cô tưởng con bật beat. I am practicing with the beat. Yeah, I heard that. But I'm still practicing. You're still practicing. Okay, so it's going to be your homework. Let's make a beat. Why? You're practicing, yeah. Right? So you have to hand it to me. You have no need to light a night, like on a light night, like tonight. For a night, light, light, a side light, and tonight, a night, that light. When a night light, wow. I like to... Light, it is not really quite bright. To light a night, light with the inside light on the night, night. To light tonight, oh my god, that's so hard. That's
too hard. That is great. Có đầu tư đấy con ạ. Okay. Great job, great job. Wow, sao con có sẵn beat vậy? Cô muốn hỏi vì sao con có sẵn beat vậy? Bố con tìm trên YouTube. Wow. Okay. Wow, có tiềm năng đấy con ạ. Very great potential here. Thank you. Ok, cô sẽ gọi một bạn nữa thôi. Cô cười, cô mệt lắm rồi các bạn. Nốt nào. Bạn nào nào? Tảo Khôi à? Tảo Khôi con làm được không? Được không? Đúng không? Học lớp của cô là phải được, đúng không? Ok, Bảo Khôi. The stage is yours. You have no need to light and light night light on the night tonight for a light a slight light and tonight a night that's light when a night light. Light tonight light. It is feeling not quite right. To light night lights with this night light on the light night light tonight. Okay, great job. Có thể là tốc độ chưa được bằng các bạn khác nhưng mà các âm, phát âm rất là rõ và rất là chính xác. Ok, cô cảm ơn. Và Khôi, cô học lớp mấy nhỉ? Khôi học lớp mấy các nhỉ? Mấy ngày giờ lớp 4 này mà còn đòi hỏi mà. Ok, thank you, Bảo Khôi. Wow, còn bạn nào nữa không? Cô gọi một bạn thôi, một bạn nữa thôi. Bạn nào? Okay. Một bạn nữa thôi. Cô chưa gọi bạn nào nhỉ? Toàn là các bạn tắt cam thôi, cô chẳng nhìn thấy mặt bạn nào hết á. Cô chỉ gọi các bạn là mở cam thôi nhở. Em nào? Cô bạn Tú chứ nhở? Tú. Được rồi, con hãy kết thúc nó thật là hoành tráng cho cô đi. Con hãy kết thúc buổi học ngày hôm nay thật là hoành tráng đi. Tú ơi. Yeah. Ok, rồi. Con có thể đọc một câu hoặc là đọc cả bài cũng được. Ok, được. You know okay. Need to light a night light on a light night tonight. For a night light light a sky light. And tonight a light that light. Ok, bị mất cái đoạn chữ này. Đây, gọi đọc thành like, đúng không? Và khó đấy. Lê Bùi Đức A đó à? Rồi, con hãy kết thúc hành trình đi con. Cô cảm ơn bạn Tú nhé. Wow. And you have to have a signature move at the end, right? Mình phải có một cái điệu bộ gì mà của bản thân mình khi mà mình đọc xong bài này chứ nhỉ? Về nhà nghĩ nhá. Bạn An Khánh, cô nghĩ là con cũng có signature move của con rồi đúng không? Ok, rồi. Cô cảm ơn các bạn nha. Wow, cô tưởng là bài hôm nay mình sẽ dạy nhiều hơn nhưng mà không. Cô nghĩ là cô thích hát với các con hơn đó. Ok, rồi. Wow, thế rồi cô dạy mà quên hết cả giờ giấc rồi các con ạ. Rồi. Cô nghĩ là hôm nay là bài của chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Cô sẽ gửi cái này lên trên group Zalo nhá. Có thể về nhà các con hãy luyện tập nói hai bài này. Sau đấy có thể quay video lại giúp cô nha. Đó. Khá là hay đúng không? Có thể luyện cho mình cách nói có vần điệu hơn này. Và về cả phát âm của mình nữa sao cho nó tự nhiên. Nó vẫn đúng không? Người khác vẫn hiểu được. Đó. Và có nhịp điệu trong nó. Trong đó nữa là cái rất là quan trọng. Ok, trước khi buổi học kết thúc thì cô muốn nói qua một chút
về chương trình là gì nhỉ? Đây. Cái này nè, các con có muốn tham gia cái chương trình này không? Cô nghĩ là các con nên đó, bởi vì có quà con ạ. Đó. Mà cũng sắp đến Trung thu rồi, ai mà cũng có cũng muốn có quà đúng không? Super kid nha. Để cô xem thể lệ như nào. Các bạn đều có thể tham gia được hết và mình sẽ quay một video nói bằng tiếng Anh thôi, kể về một sự kiện, một kỷ niệm nào đó đáng nhớ của con trong các dịp Trung thu. Đó. Nếu mà mình càng đầu tư thì càng tốt. Nếu mà có kiểu trang phục này, xong rồi là đọc thơ, đọc rap này, đấy, thì càng tốt. Và mình sẽ có cộng điểm plus để được giải cao hơn nha. Đó, đấy, nếu mà các con có hứng thú mà các con muốn chia sẻ bất kỳ một kỷ niệm nào đó của bản thân thì mình hãy tham gia chương trình này nha. Ok, đây sẽ là một cái chủ đề khá là hay và biết đâu là mình lại có quà Trung thu năm nay. Ok, rồi cô cảm ơn các con nha. Ok, đó, nếu mà muốn cô gửi lại cái này thì lát cô gửi cho các con qua nhóm Zalo nha, để mình tham gia. Ok, vậy là buổi học hôm nay của chúng ta đã kết thúc ở đây rồi. Cô mong là các con vui này, học được thêm nhiều thứ trong buổi học ngày hôm nay á. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp các bạn vào thứ năm, à, không phải thứ năm, không phải thứ năm mà chủ nhật tiếp cuối tuần này, đúng không? Đúng rồi. Lúc 8 giờ chủ nhật tuần này các con nhé. Ok, cô cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các con, mình lại làm bài tập đi ngủ. Mai chúng ta đi học tiếp nha. Ok, cảm ơn con. Good luck with school. Goodbye, teacher. Nice having you here. You Bye. Are talented. Thank you so much. I'll still be here when you all log out. Bye, teacher. Goodbye. Thank you. Goodbye, teacher. Bye-bye. 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 Wait. Anh nói gì với cô thế? I am going to search for a beat on YouTube, and then no. I'm gonna rap on it, okay? And then okay. Gonna... Yes. Okay. Maybe. like maybe. Okay. Maybe. Thanks. Thank you. Good night. Good night. Nice festival too. Bye bye. Bạn Tina nói gì với cô hả? Và các con đang nói chuyện nhau. Yes. The festival. The festival that you share. I tried that too. You joined it already? Yeah. Wow. Yes. That's great. That's great. Khi nào cô không biết là khi nào có trả, chắc là hết hạn ấy thì mới có kết quả ấy con ạ. Để cô, con Facebook của con tên là gì để cô xem. Mẹ con đăng hả? Mẹ con đăng. Facebook của mẹ. À thế à, Facebook của mẹ. Có son ghi đó. À thế con có ghi tên Thủy Tiên đấy chứ gì, để cô lát cô thử lướt cô tìm xem có nhá. Ok, cảm ơn con. Phải ra tủ sách lên đi coi. Ok. Ok, cô chào các bạn nha. Đi ngủ sớm nha, ngủ ngon nha. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã tham gia lớp với cô.